Chuyển hàng 1.000 chai nano bạc Việt Nam Moving nha. Đây là một đơn vị vận chuyển rất là từ thiện, có tấm lòng hảo tâm, và thực sự những con người có tâm đức như vậy còn sống cầu phúc cho từ anh công bác cho đến ngày người chủ đó, những người làm lái xe đều là những người tốt và đều là những người phải là xứng đáng là những con người có tấm lòng và được xã hội trân trọng, quý trọng. Cầu Sơn cầu chúc đại dịch mọi điều tốt đẹp nhất và hãy yêu nhau nha. Anh lên vùng ngược đón chị về miền xuôi, đây đồng bằng xanh tươi, kia Trường Sơn ngất trời, xuống Hồng Lĩnh sẽ ta ngọc ngà nước biển sông Lam. Em xinh tươi cao bằng, anh bạn hiền Trà Vinh, đi Đồ Sơn thân yêu, về Bạc Liêu nghĩa tình, đến Quảng Nam núi thành bóng hình ôm tròn vào tim. Xe tôi bon bon trên khắp phố phường, qua bao nhiêu nẻo đường là bấy nhiêu tình thương. Nhiều đêm thức trắng nhớ về gia đình, có ai bên mình những lúc ốm đau. Đôi khi nước mắt lưng tròng chứng kiến bao đau lòng cảnh ngộ thương tâm. Riêng tôi không phóng nhanh giành đường và cũng không xem thương tai nạn hiểm nguy. Sớm khuya, khuya sớm đi về, mấy ai hiểu tâm sự của người tài xế. Yêu xe như chính bản thân mình, tôi luôn chấp hành. Chấp hành sao? Chấp hành điều luật giao thông. Vietnam Moving luôn đặt sự uy tín và chất lượng dịch vụ lên hàng đầu nhằm mang đến cho khách hàng dịch vụ hoàn hảo và hài lòng nhất.